dậy sớm này, thức khuya, rèn luyện thể dục thể thao bất chấp để tăng cân. Nhưng mà chỉ sau vài ngày thôi là các bạn đã khóc thét bởi vì mệt, không có thời gian hoặc đơn giản là chỉ vì lười. Và kết quả thì vẫn cứ gầy còm, thiếu tự tin và bị chê bai, miệt thị về ngoại hình, mất rất là nhiều cơ hội trong công việc cũng như là tình cảm. Rất là nhiều chàng trai như vậy đã tìm đến tôi để mua loại thuốc tăng cân cấp tốc và lấy lại cái sự tự tin. Các bạn có chia sẻ rằng đã từng dùng rất là nhiều loại thuốc tăng cân rồi là sữa tăng cân trên thị trường. Thấy quảng cáo thì rất là hay, nhưng mà tới khi dùng ấy, thì không những là không tăng được cân mà lại còn bị nôn ói này, rồi đau quặn dạ dày này, cơ thể thì rất là uể oải, mệt mỏi, rã rời và vẫn không tăng được cân. Nào, rồi là nhiều loại thuốc tăng cân có cái tác dụng phụ, khi ngưng một thời gian thì lại bị sụt cân quay trở lại. Ngay lập tức ấy, thì tôi giới thiệu với họ cái sản phẩm tăng cân Tamino nhập khẩu từ Mỹ, đang bán rất là chạy tại nhà thuốc, và sản phẩm có thành phần tự nhiên, lành tính, rất là an toàn, và đặc biệt là cái thành phần đạm whey, thủy phân từ sữa nhập khẩu 100% từ Mỹ, và cái hàm lượng cao gấp 10 lần so với các sản phẩm ngoài thị trường, và giúp bổ sung nguồn đạm dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể. Nhóm thành phần prebiotic ấy, thì có phức hợp ở D-enzyme bổ sung lợi khuẩn, rồi là giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp tăng hệ miễn dịch đường ruột ấy, tăng các cái hấp thu thải độc này, rồi là ngừa táo bón, tiêu chảy, khó tiêu. Nhóm thành phần ly sinh kẽm L-arginine thì nhập khẩu từ Hàn Quốc, giúp duy trì và bảo vệ các cái tế bào vị giác, khứu giác, tạo cái cảm giác ăn ngon miệng và ăn nhiều hơn. Ngoài ra ấy, thì các cái thành phần lạc tiên này, tâm sen này, nhân trần thì giúp an thần và ngủ sâu giấc, giúp thải độc, cung cấp các cái kháng thể, thành lập hệ phức hợp miễn dịch toàn diện, giúp cơ thể luôn luôn khỏe mạnh và tăng cân hiệu quả. Đến với sản phẩm Tamino thì dùng khoảng một tuần thôi là cảm thấy được cái cơ thể thay đổi một cách rất là rõ rệt này, thèm ăn hơn, ăn được cũng ngon hơn này, và ngủ thì cũng dễ dàng và ngủ sâu giấc hơn. Hệ tiêu hóa cũng được cải thiện, không bị ợ hơi này, khó tiêu này, và chỉ cần dùng trong vòng một tháng thôi là có thể tăng ít nhất từ 2 cho đến 3 kg, cơ thể thì khỏe mạnh, săn chắc, tiêu hóa tốt hơn, và dùng trong 2 tháng thôi là có thể tăng từ 5 cho đến 7 kg rồi, không cần phải ăn uống hay là luyện tập quá nhiều. Một cái điểm tôi đánh giá rất là cao đó là bởi vì sản phẩm không gây mất nước, không chứa các cái chất gây hại, giúp người dùng tăng cân từ từ, bền vững. Sau khi ngưng dùng ấy thì cũng không bị sụt cân. Tamino thì con trai của tôi cũng đang dùng mỗi ngày, hiệu quả của nó rất là tốt. Rất là nhiều khách hàng của tôi cũng đang trải nghiệm sản phẩm và chứng minh cái hiệu quả của sản phẩm tăng cân Tamino. Hãy cùng xem quá trình trải nghiệm sản phẩm và hiệu quả của nó mà họ nhận được nhé. Đó, bạn thấy không? Họ rất là thích, thậm chí là giới thiệu cho bạn thân, bạn bè sử dụng bởi vì sản phẩm rất là an toàn, tiện lợi, lại rất là dễ sử dụng mỗi ngày nữa. Với cái sản phẩm viên uống tăng cân Tamino này này thì bạn sẽ được bổ sung đầy đủ các cái dưỡng chất để tăng cân, tăng cơ một cách rất là hiệu quả. Kết hợp với chế độ ăn uống đầy đủ ấy, thì sẽ giúp bạn tăng từ 3 cho đến 5 kg sau một liệu trình mà không hề tốn quá nhiều thời gian và sự nỗ lực trong quá trình luyện tập. Đó. Đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay, chúng tôi dành cho các bạn sự ưu đãi đặc biệt khi mua viên uống sản phẩm tăng cân Tamino. Hãy inbox cho tôi và nhấn mã tăng 5 kg để nhận mã giảm giá và được miễn ship khi mua các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.